Rồi, hello, xin chào cả nhà, hôm nay trở lại kênh Kem. Có 4 tiếng Kem tiếp tục giới thiệu với cả nhà những sản phẩm sau đây. Các nhà đặt hàng xin nhắn tin giúp em vào số điện thoại 0933 119 616. Rồi, bây giờ sẽ giới thiệu với cả nhà, đây là một cặp Turvit cách điện 1000V, cách điện 1000V của Sunlass. Đây là cặp này chúng ta cũng quá quen thuộc rồi, của Sunlass. Thì ở đây cái cặp này mới về, thêm nữa là giá một ở đây là cái cây này màu đỏ, dấu cộng, dấu cộng này là cộng BH2 ha, cộng BH2. Cái này giá của nó là 170.000. Cái mã đặt hàng mọi người nhắn giúp em SU0303, 170.000 cái cây này. Cái này thì kích thước của nó 100mm, tức là từ đây tới đây, từ cái khúc này nè cho tới đây là 100mm ha. Còn cái này dấu dẹp, cái này giá 140, mã là SU0302. SU0302 ha. Giá 140. Đó, cũng trang với kia nhưng mà là đầu dẹp, đầu dẹp Sunlass. Rồi, đây là một cái kìm răng, kìm điện. Hàng bãi Nhật ha, hàng Nhật. Đây nè, cái dấu gì đây không biết nữa, SHS gì nè. Đó. Rồi, thì cái này giá 150.000, kích thước của nó là 175 ly, 175 ly, còn đẹp nha. Hàng nội địa đó. A957 giá 150.000, A957. Kìm nhọn của Fujiya, kìm nhọn này kích thước của nó là 170. Cái mã của nó là Nova 80, 170 ha, còn rất đẹp luôn, dường như là chưa có sử dụng luôn á. Đây ha. Đó. Rồi, giá 170 nha, mã là A940, 170.000. Giá chưa có phí ship luôn. Tiếp tục là một cái cắt ống đồng của Super Tool. Đây, Super Japan, đi Nhật. Thì cái hãng Super này sẽ sắp tới là em bán cái loại kéo cắt ống của Super ha, kéo cắt ống Super. Super Tool thì kéo cắt ống nó giá thành nó thấp hơn, chất lượng cũng rất là tốt luôn ha, cũng là rất tốt nhưng mà nó giá thành nó thấp hơn MCC. A895 giá 300.000, nó cắt maximum là 30 ly ha, cắt maximum là 30 ly, còn mới đẹp luôn, lưỡi xe cua trên này. Tiếp tục là một cây kéo này dùng để chi kiển. Đây nè, cái tay nó rất là bự, nó giống như kéo bướm vậy, tay rất là bự nhưng mà cái miệng lưỡi nhỏ xíu để cầm mình thao tác mình dễ cầm á nè. Cái lưỡi nó cái bé tí à, chưa sử dụng nhưng mà nó rỉ sét nha. Đây, hoàn toàn chưa sử dụng nhưng mà reset. Đó, kéo nội địa hết. Thì cây này giá 120, mã là A921. A921 giá 120.000 một cây. Đây là những cái cảo của cảo này là cảo gì? Cảo của Stanley. Stanley. Thì thật ra thì cái cảo này mình thấy nó rẻ tiền nên mình sẽ nhập để bán cho anh em đeo quay, tức là làm trong gia đình làm mộc. Để đeo quay thì chắc chắn là anh em sẽ không có cần quá quá mà nó xịn ha. Có những cái thì anh em cần xịn, có những cái thì nó không cần thiết. Và cái này đó, cảo Stanley, nói chung làm cũng rất là sắc sảo luôn nha, nhưng mà cầm trên tay đây thì so với một cái cảo của Lofter hay là của thằng Super Sanki của hàng Nhật á, hàng nội địa đó, thì cái cảo này nó cái cảo kia nó nặng gấp đôi cái này, nặng gần gấp đôi cái này, không hiểu sao nữa. Tức là về cái cấu trúc, về cái thiết kế rồi nè, tức là độ dày nó cũng giống nhau ha, độ dày nó cũng giống nhau, y chang nha, mà nhưng mà cái khi mà cái cây kia nó nặng hơn cây này, nó ngộ vậy, có thể là cái sắt, cái đó là nó đúng là thép của nó và đúng thép luôn. Cái hai nữa là có thể là trong này nó không có bị bọt khí cho nên là nó nặng, còn cái này nó nhẹ hơn, cảm giác là khi mình cầm lên biết là nó nhẹ hơn so với cái cảo kia, nhưng mà nó cũng rất là nặng nha, chứ không phải là quá nhẹ nha, cực kỳ nặng đó. Làm mọi người xem cái cảo này ha. Chung là cái cảo này tuyệt vời, so hơn, ngon hơn nhiều so với một cái cảo mà không có thương hiệu ha, cảo Stanley ngon hơn nhiều.
Cái cảo này nó cảo được một tấc ha, một tấc, nhưng mà cái cảo này khá là bự nè, cái vòm sâu vô, nó sâu vô mình dễ cảo. Đó. Thường cái cảo nó sẽ cong cái này, nhưng mà biết sao cái này nó làm cái này á, cái màu đen thép, cái trụ thép này là nhìn thấy là chất lượng hơn nhiều, hơn cái hàng của chợ, ở ngoài chợ. Rồi thì cái này giá 190.000, mã là đặt hàng là ST 5603, giá 190.000 cái cảo này ha. Giá nó cũng đắt tiền chứ không phải là rẻ đâu nha. Và hàng mọi người xem nè, rất là chất lượng. Nói chung là mọi người cầm mua cái cảo này về sẽ rất là thích hơn so với cái cảo hàng chợ. Dĩ nhiên là nó sẽ không bằng cảo Nhật. Cảo Nhật nó tốt hơn, cảo Nhật nó làm đã hơn nhiều. Cái cảo này chúng ta so sánh với hàng chợ nha, cái hàng mà không có thương hiệu luôn á, so sánh là khác một trời một vực. Tiếp tục là cái kích thước này. Cái này là kích thước này thì là được 75 ly, cảo được 75 ly. Cái này thì giá của nó là 131.000, mã đặt hàng là ST5602, 131.000 ha, 131.000 một cái nha, một cái 131.000. Tiếp đến là cái này là 50 ly. Thì cái cây này giá của nó là 70.000, mã ST5601. ST5601 với giá là 70.000. Giá 70 và giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Lưu ý là cái này hơi nặng ha. Đó. Nhưng mà cái cảo này đẹp lắm, mọi người mua đi, mua về thử xem thử, ngắm thử đi. Cảo này làm đẹp, đúng là làm đẹp và chất lượng. Rồi tiếp tục là một cái vì đây cái súng bắn keo của anh nào nhắn tin hỏi đó. Súng bắn keo của Stanley 40W và điện của nó là 220V và sản xuất ở tại China. Made in China. Hai nhân chung cái súng này nó bự nè, nó to. Dùng keo nến lớn 40W. Nó có hai loại, tức là cái dòng này nó có hai loại, ba loại gì đó. Và em giải thích luôn, hôm nay mới biết là cái này, tức là nó loại B và loại C, và nó chênh lệch với nhau là 50.000 ha, chênh lệch với nhau khoảng 50.000 đó. Và tại sao nó chênh lệch thì nó khác nhau ở cái chui cắm. Cái chui này là chui dẹp, cái kia là chui tròn ha, chui dẹp và chui tròn. Cái cây này thì giá của nó là đây 205.000, mã đặt hàng là ST4802, 205.000 cho cái cây súng bắn keo nến này của Stanley. Tiếp tục là giới thiệu thêm là những cái đồ lạc son. Đó là một cái cục đá nhỏ xíu, nó này nó bị mài hay bị nhọn hay bị khuyết chưa này nè, tức là nó lấy cái gì nó gà đó. Cục đá này nhỏ xíu kích thước của chiều dài của nó khoảng một tấc ba lông, bề ngang của nó được là 38 ly ha, dày lên là còn được là 16 ly. Cái này giá 100.000, mã đặt hàng là B001. Mọi người nhắn giùm em B001, giá 100.000 cho cục đá này. Tiếp tục là những cái mỏ lết này đẹp này, giá thành cũng rất là rẻ. Nếu em không có nhu cầu mới thì tăng cái đàn ra qua sử dụng. Dạo này hàng qua sử dụng rất là ít nha anh em, rất là hiếm luôn. Và đồ nó không còn đẹp nhiều nữa. Đây sẽ giới thiệu trước hai cái này. Cái này hiệu là Yamako nội địa Nhật ha, Japan. Đây kích thước của nó là 250 ly. Nó không bị gơ lắc nha anh em, không bị gơ một chút xíu nào luôn nè, cứ ngắt luôn ha, ngắt luôn. Cái này là mở được 30, mở ốc được ốc 30. Cái này giá của nó 150.000. rồi cái mã nó đâu rồi, 150.000. mã B0, người đặt hàng là mã B003
B003 giá 150.000 cho cây này ha. Kích thước là 250mm và mở được ốc 30. Cái này là kích thước của nó là cũng là 250mm của Sankey. Nó đẹp hơn, nó còn đẹp hơn cây này ha. À, và nó không gơ luôn nè, không có một chí xíu gơ lắc nha. Đây dặn vô. Cây này giá 200.000, mã là A996. A996 ha, giá 200.000 cho cái cây này. Còn nữa không ta? Còn mấy cây? Đây. Cái này của Toyota. Toyota cũng là 250mm và cũng mở được là 30 luôn, không có gơ lắc ha. Đó. Cái này giá 200 luôn, mã là A995. A995 giá 200.000. Còn cái này của Top, cây này 200mm nhưng mà cây này còn rất đẹp ha, và hàng Top. À, gịch luôn. Thì cái này giá của nó 200, mã là A999, 3 con số 9 đó, 200.000. Còn cái này là của Sankey. À, kích thước của nó là 150, nhưng cái này đẹp quá trời luôn, và nó làm cái này nó gọn nè, gọn hơn à, nó không quá thô. À, cái này giá của nó là 170, mã là A997. A997 giá 170.000. Còn cây nhỏ này thì nó đã qua sử dụng rồi, nó hơi cũ, của hiệu thuốc, cũng là Japan luôn nha, hiệu thuốc nè, cho rồi không có bị gơ nha. Cây nhỏ, cây kích thước 150, cái này giá của nó 100.000, mã là A998, giá 100.000. Một cái cảo ép của hiệu Top nội địa Nhật, Top thì mọi người biết rồi. Cái này cảo được 15cm, cảo được 15 ha, là 15 phân đó. Cái này giá của nó là 200, mã là A984 giá 200, giá chưa phí ship luôn. À, tiếp tục là cái gì đây? Tiếp tục là cái thước lá này là 30cm, 300mm, đã qua sử dụng. Cái này giá của nó là 100.000, mã là A982, 100.000. Tiếp đến là một cặp búa Trung Quốc xuất Nhật. 2989. Cặp búa Trung Quốc Daiso, hiệu Daiso, búa Daiso. Daiso thì rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Nó là hàng Trung Quốc. Tức là hàng cái hiệu cái ông này là làm cái cửa hàng bán lẻ của Nhật. Và ông bán những cái đồng giá ha, hôm qua bên Trung Quốc ông đặt hàng đồng giá, nó rất là rẻ. Thì một cặp này là 100.000 ha, hàng chưa sử dụng luôn. Cặp này có 100.000 đó. Một cây bao su và một cây đóng lên thì giá nó rẻ thì phải chất lượng nó kém hơn ha. A989 giá 100.000 nguyên cặp nha. Một cái cặp búa hai đầu cao su và một cái búa đinh giống nhỏ xíu xíu đó. Nguyên cặp này luôn ha, nhỏ xíu xíu. Cặp này cái búa này chừng 90g à. Hai cây này giá 100.000, mã là A990. A990 giá 100.000. Này, video này là giá 100.000 nhiều lắm. Cái này cái búa kéo cắt cành đã qua sử dụng, cũ rồi. Và cái lưỡi này còn bén lắm nha, lưỡi này bao bén, còn bén lắm. Đặc biệt là nó không có bị mẻ. Ha. Rồi, cái này giá 100.000, 90.000 nè, mã là A986, 90.000. Hàng này là không có xuất xứ rõ ràng nha, tức là Trung Quốc hay là gì đó. Một cái chữ T dấu cộng, cái dấu cộng này nội địa Nhật, Tokyo gì nè, Emerald Tokyo Japan. Cái này gặp có số 8, số 10, số 9 và số 12 ha, 8, 9, 10, 12. Cái này giá 100.000, mã là A981, 100.000. Một cái túi nuôi vít của Vecel. Cái này kích thước của nó là 150, từ đây tới đây là 150 ha, còn rất là đẹp luôn. Đầu đóng Vecel. À, vài hôm nữa thì về có ố gì anet tuần sau đầu đóng giá 120.000, mã là A983 giá 120. Chưa phí vận chuyển luôn. Rồi đây nè, bốn cái kéo thợ may và nó đã quá cũ. Nói trước nhấn mạnh là quá cũ. Mài lại, nếu anh em mua về mua mài lại cắt
cắt linh tinh các thứ cũng được, tại vì thép Nhật mình đi thợ mài lại thì mình cắt linh tinh trong nhà rất là ngon, cũng rẻ mà. Đó, bốn cây này giá 250.000, mã là A985 giá 250.000 đó ha. Đây là hàng rẻ tiền thì giá nó rẻ, còn hàng mình full box hàng tốt thì dĩ nhiên là giá sẽ mắc. A985 giá 250.000 cho 4 cây kéo này, 4 cây ha. Rồi, tiếp tục là một cây búa đầu vuông đóng đinh. Cây này nặng khoảng 500g. Cái búa loại này thì đầu nó cứng, khá là cứng. Đó. Còn đẹp, giá 100.000, mã là A988. A988 ha, giá 100. Quá trời, phải đi nhanh lên. Cái này búa nhổ đinh, đóng đinh nhổ đinh, hàng nội địa, chưa qua sử dụng ha. Đây. Thì cái cây này giá 90.000, mã là A992. 90.000, cây này nó nặng khoảng là 250g. 250g ha. Rồi, một cái cặp kìm cắt và miền kìm nhọn. Đây, kìm cắt kìm nhọn, hai cây này nó còn rất là đẹp luôn. Đó. Và hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Cái cây này nói chung cái kìm này nó khoảng cái kìm cỡ cái kìm Stanley á mọi người. Kìm Stanley đó 100-mấy chục nghìn, nhưng mình không có chơi nổi, không chơi nổi với cái mấy cái kìm đó. Ha, chỉ những cái hàng này tốt nè ha. Mọi người yên tâm về những cái sản phẩm mà mình chọn lựa, những cái hãng Stanley đều qua là những cái sản phẩm chất lượng ha. Chất lượng xứng đáng đồng tiền chứ không phải là linh tinh. Như những cái kìm này nọ thì mình sẽ không có bán. Cái thước của này là 150 ha. Nó không, máy móc của thằng Dewa Stanley thì rất là ok nha, chất lượng. Còn về dụng cụ, những cái tool đó thì thôi, cái tool thì một số sản phẩm tool là quá tệ. Cặp này giá của nó là 130.000, mã là A993. A993 giá 130.000 nha, cái cặp này quá rẻ luôn. Rồi, cái này mất tiền nè, cái này mất tiền nè. Nguyên một cái bộ clay tonne 2 đầu vòng mới ha. Chắc ăn là mọi người sẽ không kiếm ở đâu ra được cái bộ này. Nó làm phẳng như thế này để mình đút vô cái những cái chỗ kẹt nó dễ đút ha. Nó không có cong. Đó. Full mới 100% tonne. Thì nó có các số nè, cái giờ đọc số nha. 7 14 15 13 14 12 13 11 12 10 và cuối cùng là 8 10. Đó, cái này dễ thương ha. Rồi, bộ này giá 1.200.000 nha, 1.200.000. Đâu rồi? B002 nha. B002 giá 1.200.000 cho cái bộ này. Bộ tôn này. Đó. Cái cây tôn này nó cầm lên nó nhẹ phao à. Cái chất liệu hàng này xịn cầm lên nó thấy càng nó càng nhẹ. Rồi, thêm cái kìm bấm mini 150 ly. Kìm này thì hàng xuất Nhật, chắc ăn là China rồi. Và nó cái chỗ mối hàng này là nó khép ok nè, mối hàng nó chấm cũng ok, không sao, xài còn tốt. Chứ mối hàng mà nó chỉ dập lại mà nó không chấm hàng thì thôi đi, khỏi mua mấy công đó, mua về bóp vài cái là nó tắt ra rồi. Rồi, 100.000 một cây, mã là A980, có 2 cây. Một cái cặp mũi khoan gỗ của gì tự nhiên quên tên. Onishi ha, của Onishi. Thì cái mũi này là nó dùng để gắn cái mũi đuôi lục giác. Đây. Và ở trên đầu này nó rất là bén. Tới khúc này nó sẽ do vô nè. Đó, thấy không? Cái mũi này là dùng để biết sao không? Ghép ván. Chúng ta ghép ván ván làm kệ làm gì đó, thì chúng ta khoét vô xong nó khoét tới đây thôi. Tức là nó sẽ giống như là cái cử vậy, nó tới đây là nó ngừng ha. Nó tới đây là ngừng, không khoét sâu quá. Đó. Tại vì khi mà giữa hai cái tấm ván của mình á, một cái tấm ván như thế này thì cái độ dày nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, có những cái tấm dán nó mỏng hơn nữa. Hay có loại 12 ly, có loại 18 ly hay là 10 ly gì đó. Thì khi chúng ta khoét á, nếu mà mũi khoét bình thường nó sẽ khoét vô nó sẽ lúng qua luôn. À, nó xấu.
Còn cái mũi này nó sẽ có nhiệm vụ là nó phát tới đây nó ngưng nè. Tới đây nó ngưng nè. Ha. Tới đây là nó ngưng. Rồi nó phát bên kia cũng tới đó là nó ngưng, xong rồi hai cái đóng cái chốt gỗ vô, chét keo vô, đóng keo vô. Chét. Ồ, để cái gì? Cái chốt gỗ vô rồi ghép lại hai cái ha, ghép lại làm kệ hay là ghép gì đó không quan. Thì ở đây nó có hai mũi. Cái mũi này là mũi 10 ly và cái mũi này là cái mũi 9 ly, hai cái ha. Mũi 10 ly và mũi 9 ly. Thì mình sẽ bán nguyên cái này hai, tại vì nó hai cái nó về trong trong lô hàng này nó có hai cái như thế này thôi. À, đuôi lục giác. À, cái này thì bán 200.000 cho cái cặp này. A991 giá 200 ha. Mũi 10 ly và 9 ly. Một cái đầu kẹp măng ranh, đầu kẹp măng ranh này thì giá 100.000. Đó, 100.000, không có xuất xứ hay là gì hết. À, nhưng mà dùng để gắn vô cái mắt dít, chúng ta chỉ có thể chúng ta kẹp đầu này thì kẹp tối đa là 6 ly. 6 ly ha. Giá 100.000, mã là A987 giá 100, giá chưa phí vận chuyển luôn. Rồi, xong cả nhà ơi, xong rồi nha. À, cảm ơn cả nhà đã xem. À, mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin giúp em vào số điện thoại 0933 1966. Chào cả nhà, chào mọi người nha. Chúc mọi người có buổi tối ngon giấc. Rồi, chào cả nhà. Sợ cái video này không biết lên kịp hay không nữa. Rồi.